mình thăm nom xem lúa má thế nào. Tôi về trước nhé. Về hay lại đi đâu? Khổ lắm. Đi đâu là đi đâu. Dạo này là tôi thấy anh với cả thằng Ngao là hay thì thụt với nhau lắm đấy. Liệu mà đi vớ vẩn gái gú. Gần 50 tuổi rồi còn ham hố cái gì. Dám bảo trẻ chúng đã đành. Trẻ không chơi thì già mới đổ đốn đấy. Mấy cái lão ở trong xóm mình đầu ba bốn thứ tóc mà sảnh ra là rủ nhau đi hát hò gái gú. Có phải ai cũng giống ai đâu mà. Đàn ông các anh cùng một ruột hết thôi. Thấy gái là mắt cứ hau háu ra, nhút nước bọt cứ ở ngực cả. Đâu đâu. Lại đến mày. Chào cụ. Cụ đi đâu đây? Chú sò đấy hả? Có cái lão bên thôn đông rủ tôi ra cánh đồng làm quen. Tầm tuổi này cụ vẫn thích tình yêu tình báo cơ à? Ông nhà tôi cũng mất được mấy chục năm. Tôi ở vậy nuôi con đến giờ. Các cháu nó cũng yên bề ra thất cả rồi. Tôi lại không muốn ở với đứa nào. Nên là... cũng muốn tìm tí tình yêu để sớm chiều ở bên nhau. Phải có tí tình yêu tình báo nó mới phấn khởi cụ à. Tôi cũng đang tìm tình yêu đây. Chúc cụ tìm được con trống như ý. Lại còn nói chuyện yêu đương. Đợt này về thì biết tay bà. Anh Ngao, anh Ngao! Anh ở đâu? Ra đây ngay! Làm gì có Ngao ngán nào ở đây mà cô gào ầm lên thế? Em cứ tưởng lão trốn ở ngoài này cơ. Em mà bắt được thì... Thế cô chú có chuyện gì? Lão ấy cùng mấy đứa bạn đi hát hò gái gú. Em bắt được tận tay, dây tận chán. Giờ không biết trốn đâu rồi. Cô ngồn ngộn thế này, không khai thác đi lại còn đi rừng mỡ bên ngoài làm gì không biết nữa. Thì đàn ông vẫn thích rau lạ cá tươi mà chị. Cái lão nhà tôi cũng hay giao du với chú Ngao nhà cô lắm đấy. Chẳng biết là có đi mèo mả gà rừng gì không. Tốt nhất lần sau bà đi đâu thì chị buộc dây chun vào bộ ấm chén ấy. Đàn ông thấy con gái là cứ tê tái. Thôi em đi tìm anh Ngao nhà em đây. Thế cô đi nhá. Cô đi cẩn thận. Nào đi đi. Ngao ơi, ba hồn bảy vía ở đâu thì về. Này chú Ngao, đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Em đi hát ở trong này, con vợ em nó vào tóm tại trận. May là em có võ, chứ không thì vêu hết alo. Chú Ngao ăn trầu hay sao mà môi đỏ thế? Ui giời. Vừa nãy con nhân viên nó hút bụi em. Thành ra là... À, bác vào gần đây em bảo. Chú bảo cái gì? Em có mấy đồng. Bác cầm hộ em. Không về con quạ già nó mà biết thì nó thu hết. Gửi bác mấy hôm. Thôi em té đây. Không nó mà gió được thì mệt. Này anh chán lái xe đạp giờ muốn lái máy bay có đúng không?
Lại làm sao mà lồng lộn lên thế? Vừa nãy ngoài cánh đồng thấy đà đưa với bà cụ đấy, ăn mặn ghê, trẻ không tha già không thương. Này, cô ăn nói cho cẩn thận, người ta bằng tuổi cha tuổi chú chứ trẻ ranh đâu mà vớ vẩn. Ngày xưa yêu dọc yêu ngang, già trẻ lớn bé húp hết còn gì, chắc giờ cũng chẳng bỏ đâu, nó ngấm vào máu rồi. Vết sơn con nào đây? Bỏ ra xem nào. Quái lạ, sao lại có vết sơn ở đây nhỉ? Thế là hóa ra lâu nay tôi nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, từ đây tránh xa tôi ra. Sơn ở đâu nhỉ? Gặp người đã ghen thì. Đấy, phân chia lãnh thổ nhá. Từ nay đừng có động vào người tôi. Gái gú mang bệnh mang tật vào nhà. Đến khổ, lại còn phân chia giường. Đời. Tránh xa tôi ta. Anh ơi. Đúng là người đàn bà hay ghen, làm rối ren gia đình. Ôi giời.